Vâng, xin chào và xin chào mừng các cô chú, các anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hào Audio. Ngày hôm nay thì đúng như theo cái video của lần trước đây thì ngày hôm nay thì em sẽ làm một cái video để thanh lý hai cái món hàng cực kỳ là hot các bác nhé. Thì cả hai cái sản phẩm của ngày hôm nay thì sẽ cùng đến với cái thương hiệu của nhà Lakmen, đúng không ạ? Và với cái sản phẩm chính giữa của chúng ta thì sẽ là Lakmen SQ88S này, hay là SQ88 Signature và thêm một cái chiếc âm ly đặt ở phía dưới đất bên trong trong thùng đấy, đúng không ạ? Với Lakmen N85V. Và cả hai cái sản phẩm này thì ngày hôm nay em thanh lý với mức giá cực kỳ là tốt, đúng không ạ? Ngày trước đây thì chúng ta để sở hữu được cái sản phẩm Lakmen SQ88S này thì chúng ta phải bỏ ra tầm 75 đến 78 triệu các bạn ạ. Tùy vào hình thức cũng như là tùy vào cái chất lượng của chiếc máy. Và 85V thì cũng vậy, chúng ta phải bỏ ra ngoài 20 triệu để sở hữu cái sản phẩm này. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không thể tin được rằng là cả hai cái sản phẩm này lại có mức giá nó dễ thương đến như vậy, đúng không ạ? Thì tại sao? Thì tất nhiên là nó phải có lý do, đúng không ạ? Có lý do thì mới có một cái mức giá nó tốt đến như vậy, đúng không ạ? Và đến với cái thương hiệu Lakmen thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là với thương hiệu Lakmen thì họ đã có tuổi đời hàng trăm năm chuyên sản xuất các thiết bị về audio thôi, đúng không ạ? Đều là những cái thương hiệu cực kỳ là uy tín hàng đầu từ Nhật Bản, đúng không ạ? Thì với cái đầu tiên là với cái sản phẩm ở nằm ở trong cái thùng xốp mà em có đặt từ dưới đất đi, đúng không ạ? Thì đây là một cái sản phẩm mà đã được anh ấy cọc rồi, đúng nhất anh cọc rồi chứ, nhưng mà anh ấy bỏ cọc, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mua với được một mức giá là tốt hơn. Đây thì anh ấy tên là anh Vũ Nguyễn. Anh ấy có đây, anh ấy có mua bên em là một cái chiếc Lakmen N85V còn zin còn đẹp này. Vâng, tất cả mọi cái là giá 17 triệu không nhá. 17 triệu thì tất cả cũng ok rồi. Đây cũng có địa chỉ của anh ấy luôn thôi, đúng không ạ? Và anh ấy có cọc 2 triệu này. Thì cái câu chuyện nó ly kỳ đúng như là cái câu chuyện của bác Giáp ấy, kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra trong ngày lễ 30 tháng 4 này. Các bạn nhìn không? Đúng ngày 30 tháng 4 vào lúc 9:09 thì anh ấy có hủy kèo luôn đó. Kéo pháo rò vào rồi thì nhưng mà bọc hàng cũng bọc rồi, cuối cùng lại phải kéo ra. Đấy thì anh ấy cũng chấp nhận là anh ấy mất cọc 2 triệu, thế nhưng mà em cũng nghĩ rằng là thôi thì đằng nào thì hàng của mình thì cũng chưa gửi đi, thế nên là thôi thì cũng banh lại cho anh ấy, trả anh ấy 1 triệu, coi như là 1 triệu là cái công bọc gói hàng anh nhớ, thì anh ấy cũng là ok cảm ơn, đúng không ạ? Thì em cũng có chuyển trả anh ấy 1 triệu rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện ở đây là không phải là 1 triệu này là em cầm, đúng không ạ? Mà cái câu chuyện này là 1 triệu này là sau này là những người mua sau là sẽ được với mức giá tốt hơn. Ngày trước anh mua 17 triệu cái con này thì bây giờ chúng ta chỉ cần phải bỏ ra là ở đây là 16 triệu thôi trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Chỉ có một cái phiên bản này thôi, và trễ tẹo nữa thì em sẽ chèn ảnh của con Lakmen N85V này vào thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Đây ruột gan của em ở đây, em cũng có quay qua một chút để mọi người cùng theo dõi luôn nhé. Đấy, đẹp chưa ạ? Cực kỳ là đẹp đúng không nhá. Đây, đằng sau của em bên đây, bên trong là ruột gan, và bên trong của cái sản phẩm này thì chạy hai cái con lọc rất là lớn đúng không ạ? Đây nguồn đây, tất cả thì cũng đều còn rất là đẹp. Đấy, ok chưa ạ? Đời này thì chạy hai cái con sò Toshiba, nó đặt từ hai bên này đúng không ạ? Hai con sò Toshiba. Rồi đây đúng không ạ? Hai con Toshiba chữ đỏ nằm đây. Đấy, ok chưa ạ? Và phía đáy các bác sẽ thấy là sản phẩm này thì còn mới tinh luôn các bác nhá. Mặc dù là cũng khá là sâu sâu đời rồi, thế nhưng mà với các linh kiện của Lakmen dùng là trước đây thì cực kỳ là xịn, cho nên là cũng không hề có hiện tượng là bị hỏng hóc hay là có lỗi lầm gì ạ. Rồi, ok. Đây là cái sản phẩm mà chúng ta sẽ nhận được với cái mức giá ở đây là 16 triệu. Và cái sản phẩm tiếp theo thì là cái sản phẩm này, các bạn, Lakmen SQ88 đúng không ạ? Chạy bóng KT88. Và cái điểm trừ duy nhất ở trên cái sản phẩm này không nhá, đó là hơi bị cấn cấn một chút đây, hơi bị tức là có bị vận chuyển bị ra va đập một chút xíu xíu ở đây thôi, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà các bác đừng lo. Các bác đừng lo, Thái nhấc cho anh cái nắp lưng này ra cạnh. Em cầm ở bên cạnh này sẽ có bốn con ốc đây này, các bác nhìn ạ. Có bốn con ốc thì em cũng đã có lưới lỏng sẵn ra rồi. Em nhấc hộ anh cái này lên để anh sẽ giới thiệu bên trong cho mọi người cùng xem. Rồi, ok, sau khi nhấc một hồi loay hoay thì cuối cùng đã nhấc được cái lắp lưng ra rồi. Và cái điểm đáng chú ý trên cái sản phẩm này các ông nhớ, đó không phải là cái hàng bóng bao này. Hàng bóng bao này thì nó chỉ là cái hàng bóng công suất thôi, cũng không liên quan quá nhiều về mạch âm sắc. Thì chúng ta cũng vẫn sẽ có là
hai cái quả lắc men zin nằm ở đây đúng không ạ, và hai cái quả ngoài này thì là bóng của bên Nga. Nhìn chung thì cái bóng của lắc men thì thường thường là bên vẫn đặt ở bên Nga thôi, thế nên là những cái bóng công suất này thì cũng không có quan trọng lắm đúng không ạ, tại vì nó cũng không giúp ích được cho nhiều cho cái mạch âm sắc, nó chỉ là cái phong phần công suất của thôi. Hàng âm sắc thì nó liên quan đến bốn cái quả này cơ đúng không ạ, hai cái quả bên ngoài cùng thì nó chạy follow, thì nên chúng ta cũng 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 không có quan trọng lắm với các bác mà không chơi đĩa than, đặc biệt là bốn cái quả 12 AU7 đây đúng không ạ, thì đã đều được bác chủ là nâng cấp dùng bóng của Mỹ bác nhá, cho nên là mỗi quả này thì chúng ta cũng phải bỏ ra tầm 1 triệu đúng không ạ, thì bốn quả cũng đã được 4 triệu rồi, rất là lợi đúng không ạ. Và với các bác mà chưa chơi thử cũng như là chưa nâng cấp về cái phần bóng này đúng không ạ, thì các bác nên nâng cấp thử, sẽ thấy là cái chất âm nó cực kỳ là hay trên cái đầu FQ88S này các bác nhá. Tại sao thì cái đầu 88S này hay là 38S này lại được nhiều người người ta săn đón, nhiều người người ta chơi như vậy, thì nó thực sự là nó rất hay, gọi nó rất hay, tiếng rất sạch sẽ. Khi mà chúng ta nghe qua cái dòng âm đi bóng này thì chúng ta sẽ thấy được là nó thực sự là nó rất có giá trị. Và cái có giá trị tiếp theo khi mà chúng ta chơi âm đi bóng là có thể thay đổi giọng ca sĩ được, đấy là một cái điểm mạnh trong cái dòng âm đi bóng đen các bác nhá. Thì ngày hôm nay thì chúng ta lại được mua với một cái mức giá cực kỳ dễ chịu, mà các bác chủ cũ đây thì đã thay cho chúng ta, nâng cấp cho chúng ta về cái hàng bóng pre rồi đúng không ạ, hàng bóng về mạch âm sắc rồi. Phía sau đây ạ, đấy, cũng nhìn chung thì nó cũng không có điểm trừ gì đâu, nó chỉ có mỗi một tí xíu điểm trừ ở trên đây, vừa em có chỉ cho các bác rồi, nó cũng không là, nhìn chung thì chúng ta cũng đứng xa 1 mét thì chúng ta cũng chả thể nhìn được nữa rồi, thế nên là cái này nó cũng không quá là quan trọng đúng không ạ. Rồi ok, máy cực kỳ là đẹp, và anh ấy có nâng cấp ở bên em một cái chiếc máy, thế nên là chúng ta lại được mua với một cái mức giá cực kỳ là rẻ đúng không ạ, rẻ được tầm 10 triệu rồi, và chúng ta lại được nâng cấp thêm cái hàng bóng rè này rồi, mang về chúng ta chỉ cần đấu ghép vào là chơi luôn, không cần phải nâng cấp về bóng đèn nữa đúng không ạ. Tiếp đến là cái đầu là chiếc âm đi Lacman L85V, cũng lại được một anh khách đóng học phí cho chúng ta thêm 1 triệu nữa, và tiếp tục cũng lại được cắt lỗ thêm được nữa đúng không ạ, chỉ còn 16 triệu thôi. Cả hai cái sản phẩm của ngày hôm nay lại rất đáng chơi đúng không ạ. Và trên này thì em cũng còn một cái đầu băng cối trên này nữa. Đây là cái chiếc đây GX365D, thì cũng được một anh khách nhờ thanh lý đi các bác nhá, nhờ thanh lý đi với mức giá ngày trước đây thì anh ấy mua với mức giá là 13 triệu rưỡi, nhưng ngày hôm nay thì các bác chỉ cần bỏ ra là 9 triệu thôi là có thể sở hữu được cái sản phẩm này thôi. Đấy, các bác nào quan tâm một trong bất kỳ những cái sản phẩm nào vừa em giới thiệu thì hãy liên hệ sớm em nhé các bác nhá. Tại vì là đây là hàng thanh lý nên là cũng chỉ có một thôi đúng không ạ? Và bên em vẫn bảo hành cho các bác là 2 tuần này nỗi một đổi một, hoặc là banh lại đủ tiền hàng này, và tiếp tục là bảo hành thêm 6 tháng trách nhiệm tiếp theo. Và bên em thì luôn luôn cam kết là bán hàng chất lượng đúng không ạ, không qua sửa chữa. Đấy, các bác quan tâm về một trong bất kỳ những sản phẩm nào thì hãy liên hệ sớm em nhé. Và cái video này thì em cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn bác đã dành thời gian theo dõi video, và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.